Xin chào các bạn, hiện tại ở đây thì mình đang có hai sản phẩm chuột bay. Một sản phẩm đó chính là Airmau M3 và một sản phẩm đó là Kiwibox Kiwi 99. Cả hai sản phẩm này đều là chuột bay và mức giá của chúng thì cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Vậy thì người dùng nên mua sản phẩm nào? Chúng ta sẽ cùng đi phân tích so sánh để đưa ra quyết định cuối cùng là bạn nên chọn sản phẩm nào. Và đây là hai thiết bị trên tay mình. Bên phải đó là Kiwi 999, sản phẩm mới ra mắt, và bên trái là Airmau M3. Các bạn có thể thấy rằng hai sản phẩm này có thiết kế rất giống nhau, và nó chỉ khác ở cái phần màu sắc khi mà thể hiện ở cái phím điều hướng này. Kiwibox thì nó sẽ là màu xanh, còn Airmau M3 thì sẽ là hai màu, màu đen và màu xanh. Còn các phím bấm thì gần như là tương tự nhau. Chúng ta sẽ có một cái phím nguồn ở đây, một đèn hồng ngoại ở đây này. Chúng ta có các phím điều khiển đa phương tiện ở trên này, và ba phím đặc trưng của Android bao gồm nút Gestion App, nút về trang chủ và nút Back. Và đây là cái phím điều hướng. Phía dưới này chúng ta sẽ có dãy phím số. Còn về phần mặt sau này thì bạn có thể thấy rằng Kiwi 999 nó sẽ nổi bật hơn, bởi vì cái phím điều hướng được làm xanh như này nhìn rất là nổi bật, và những cái số của nó đều được ký tự bằng màu da cam rất là hay để chúng ta có thể nhìn. Còn cái Airmau M3 này thì là màu xanh da trời. Đó là cái sự khác biệt. Nói chung là sẽ không có quá nhiều khác biệt trên phần thiết kế của cả hai cái điều khiển này. Bạn vẫn có thể sử dụng tương tự nhau như thế này. Còn về cái tính năng của sản phẩm thì cả hai cái thiết bị này đều là một cái điều khiển giúp chúng ta có thể điều khiển dễ dàng cái thiết bị Android Kiwibox mà không cần phải sử dụng đến chuột hay bàn phím, bởi vì nó đã tích hợp luôn chuột thì nó có thể bay như lơ lửng như thế này. Còn với bàn phím ấy thì nó sẽ đóng vai trò như là một cái bàn phím bình thường mà chúng ta sử dụng. Bạn lật mặt sau ra, chúng ta có thể gõ bàn phím. Airmau cũng tương tự như vậy luôn. Và như vậy thì bạn có thể điều khiển dễ dàng cái Android Kiwibox của bạn. Ví dụ như là chúng ta vào web, chúng ta gõ một trang web nào đó bằng cái bàn phím này, nó sẽ tiện lợi hơn. Và khi mà chúng ta dùng chuột ấy, chúng ta di chuyển qua các vị trí như này nó cũng dễ dàng hơn bằng cái việc là chúng ta cầm nó trên tay và di chuyển đi di chuyển lại như thế này. Nói chung là rất tuyệt vời, đúng không nào? Còn về việc sử dụng và kết nối, cả hai cái điều khiển này đều kết nối thông qua một cái đầu USB như này. Các bạn cắm vào Android Kiwibox là đã có thể sử dụng. Và chúng ta sẽ dùng hai cái cục pin AA để có thể lắp vào đây, chúng ta cung cấp năng lượng để cho chuột này sử dụng. Với cục pin này thì chúng ta sử dụng được rất lâu. Và pin của Airmau và Kiwi 999 đều tương tự nhau, các bạn đều có thể dùng như vậy. Còn về tính năng đặc biệt của sản phẩm này thì Kiwi 999 mang lại chúng ta khả năng học lệnh của tất cả những điều khiển hồng ngoại, và nó học được gần như đa số các nút để chúng ta có thể điều khiển dễ dàng. Ví dụ như chúng ta điều khiển TV chẳng hạn. Còn với chiếc Airmau M3 này, nó không mang lại cho các bạn khả năng đa dạng như vậy đâu. Chúng ta có lẽ học cũng chỉ học được vài nút mà thôi. Còn đâu thì gần như là chúng ta sẽ không học được nhiều với cái điều khiển này. Còn Kiwi 999 nó sẽ học được hầu hết tất cả các nút ở trên cái điều khiển hồng ngoại mà bạn cung cấp cho nó. Như vậy nó sẽ giúp chúng ta rất là dễ dàng, khiến cho chúng ta chỉ cần sử dụng một điều khiển này nhưng mà điều khiển được tất cả những cái thiết bị ngoại vi mà chúng ta có thể bắn sóng hồng ngoại ra ngoài. Rất tuyệt vời, đúng không nào? Còn về mức giá thì Kiwi 999 có mức giá là 469.000 đồng. Còn Airmau M3 thì có mức giá là 350.000 đồng. Như vậy Airmau M3 rẻ hơn nhưng mà khả năng học lệnh lại kém hơn so với Kiwi 999. Nếu bạn cần một thiết bị với cái mức giá rẻ thì Airmau M3 sẽ là hợp lý. Còn nếu bạn cần một thiết bị với khả năng thông minh hơn, nó học lệnh được tất cả những điều khiển thì nên chọn Kiwi 999, một sản phẩm rất thích hợp để bạn có thể sử dụng. Video so sánh xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.